Kính thưa quý vị, chúng tôi là Kiều Trâm và Lily Mai. Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả đã đến với phần tin tức buổi tối ngày thứ Sáu ngày 21 tháng 12 năm 2018. Và thưa quý vị, ngay sau đây là những sự kiện chính đã diễn ra trong ngày. Trung Quốc cảnh cáo Hoa Kỳ cáo buộc hai công dân ăn cắp bí mật thương mại. Anh gửi tàu tới Biển Đen ủng hộ Ukraine. Bắt giữ kẻ liên quan đến các tay súng tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo ở Pháp. Chứng khoán tiếp tục giảm mạnh vì lo ngại chính phủ đóng cửa. Tổng thống Trump quyết không ký luật ngân sách nếu không có tiền cho từ biên giới. Và thưa quý vị, ngay sau đây là bản tin chi tiết trong phần tin thế giới. Thưa quý vị, bản tin chi tiết trong phần tin thế giới cho biết Trung Quốc đã cảnh cáo Hoa Kỳ cáo buộc hai công dân ăn cắp bí mật thương mại. Trung Quốc kiên quyết phản đối các cáo buộc của Hoa Kỳ về vấn đề an ninh mạng, kêu gọi phía Hoa Kỳ nên rút lại các cáo buộc này chống lại các công dân Trung Quốc có liên quan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Hua Chongjing đã nói ra vào thứ Sáu ngày 1 tháng 12. Và theo đó, bà Hua đã đưa ra những nhận xét trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ tại Bắc Kinh đáp lại các cáo buộc của Hoa Kỳ đối với hai công dân người Trung Quốc thực hiện hành vi trộm cắp trên mạng. Reuters trích lời bà Hua nói rằng những lời nói và hành động của phía Hoa Kỳ về vấn đề an ninh mạng là sai trái, cáo buộc phía Hoa Kỳ đã bịa đặt sự thật, nói lời vô căn cứ. Bà tuyên bố rằng chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ tham gia hoặc là hỗ trợ bất kỳ ai trong việc đánh cắp bí mật thương mại. Bà Hua nhấn mạnh động thái này đã vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế và làm suy yếu nghiêm trọng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trước đó, thì CNN đưa tin Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 12 buộc tội hai công dân Trung Quốc lên kế hoạch tấn công mạng toàn cầu để đánh cắp bí mật kinh doanh trong một chiến dịch được chính phủ Trung Quốc chỉ đạo. Anh gửi tàu tới Biển Đen ủng hộ Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Anh, ông Gavin Williamson đã đến thăm Ukraine hôm thứ Sáu ngày 21 tháng 12 vừa qua, nơi ông nói với người đồng cấp Ukraine rằng Biển Đen không thuộc về Nga và anh đã gửi một tàu hải quân hoàng gia tới đó để chứng tỏ với quốc tế rằng Kyiv không đơn độc một mình. Theo truyền thông Anh, ông Williamson đã lên tiếng khi căng thẳng trong khu vực vẫn ở mức cao sau khi Nga bắt giữ ba tàu hải quân Ukraine và thủy thủ đoàn của họ ở Biển Đen hồi tháng trước, cáo buộc họ xâm nhập trái phép vào lãnh hải của mình. Ông Williamson đã gặp Stephen Todorek, người đồng cấp Ukraine, và đến thăm cảng Odessa, nơi tàu hải quân Hoàng gia Anh HMS Eagle cập cảng vào đầu tuần này. Xin nhắc lại, quan hệ giữa Moscow và Kiev đã bị rơi vào một vòng xoáy đi xuống kể từ khi Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014 và ủng hộ phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Bắt giữ kẻ có liên quan đến các tay súng tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo ở Pháp. Bộ trưởng Quốc phòng của Pháp Florence Parly vào ngày 21 tháng 12 cho biết, một phần tử thánh chiến mang quốc tịch Pháp bị tình nghi là đã giúp hai anh em thủ phạm tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo vào năm 2015 đã bị bắt giữ tại Djibouti và đang chờ được đưa về Pháp để xét xử. Đối tượng trên là Peter Sheriff, 36 tuổi, còn được biết đến với tên gọi là Abu Hamza. Sheriff có liên hệ mật thiết với anh em nhà Kouachi, thủ phạm xả súng vào tòa soạn báo Charlie Hebdo tại thủ đô Paris vào đầu năm 2015. Xin nhắc lại rằng vụ tấn công tòa soạn báo trào phúng Charlie Hebdo xảy ra vào ngày 7 tháng Giêng năm 2015, làm 12 người bị thiệt mạng và 11 người đã bị thương. Đây là vụ tấn công có thương vong lớn nhất tại Pháp kể từ vụ đánh bom chuyến tàu Strasbourg Paris vào ngày 18 tháng 6 năm 1961, làm 28 người bị thiệt mạng. Cảnh sát Đức tăng cường an ninh mùa lễ Giáng sinh. Cảnh sát Đức đã tăng cường an ninh trong mùa lễ vì vụ tấn công xe tải ở chợ Giáng sinh ở Brechtstadt của Berlin 2 năm trước vẫn còn ám ảnh trong tâm trí người dân địa phương. Báo chí địa phương cho biết, vụ tấn công ở chợ Giáng sinh Berlin đã khiến các nạn nhân và gia đình họ đau buồn sâu sắc. Cha của Astrid Passin là một trong những người bị giết. Không dễ để cô có thể quay lại những nơi như vậy. Cô cho biết,
cô rất nhạy cảm khi đến những nơi đông đúc và cảm thấy bất an vì có quá nhiều người. Bên trong khu chợ nơi đã xảy ra tai nạn, những nỗ lực đã được thực hiện để giữ không khí Giáng sinh cho du khách. Nhưng tất cả mọi người phải đi qua một lối vào kiên cố. Chợ Giáng sinh năm nay cũng được bao quanh bởi một vòng thép tái chế. Cảnh sát địa phương cho biết cần có sự hiện diện của cảnh sát ở khu vực, song đồng thời phải duy trì bầu không khí lễ hội vui vẻ. Đã có một vụ nổ lò khai thác than ở Séc khiến cho 13 người bị thiệt mạng. Các lực lượng cứu nạn của Séc và Ba Lan đang tích cực tìm kiếm 8 thợ mỏ còn mất tích trong vụ nổ khí metan vào chiều ngày 20 tháng 12, làm 13 người bị thiệt mạng và một số người khác đã bị thương. Trong số người tử vong có 12 người Ba Lan và 1 người Séc. Nhà chức trách lo ngại con số nạn nhân thiệt mạng có thể còn tăng cao do khó tiếp cận nạn nhân dưới lòng đất. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 5:07 giờ ở độ sâu là hơn 800 mét tại mỏ than ở thành phố miền đông Karvina, giáp biên giới với Ba Lan. Tính tới thời điểm hiện tại thì 8 thợ mỏ khác vẫn đang bị mắc kẹt sâu dưới lòng đất và nhiều người khác đã bị thương sau vụ nổ. Trong khi đó, theo công ty OKD, đơn vị đang khai thác tại mỏ than CSM ở Karvina, hiện do khu vực nổ sâu 800 mét dưới lòng đất bị tàn phá, cộng thêm các đám cháy vẫn đang hoàn thành, nên công tác tìm kiếm những người mất tích phải tạm ngừng. Quân đội Hoa Kỳ tại Nam Hàn phát bánh than cho gia đình khó khăn. Quân đội Hoa Kỳ đóng quân tại Nam Hàn đã giao than và tạo không khí ngày lễ Giáng sinh cho các gia đình Nam Hàn khó khăn vào thứ Sáu ngày 21 tháng 12. Reuters cho biết, khoảng 60 lính Mỹ từ Camp KZ, một trong một số căn cứ của quân đội Hoa Kỳ gần khu phi quân sự, đã tập trung tại thị trấn nhỏ Dondurchen để tham gia sự kiện từ thiện hàng năm. Theo quân đội Hoa Kỳ, tổng cộng có 5.000 bánh than đã được phân phát cho 13 gia đình địa phương ở thành phố Dondurchen. Quân đội cho biết thêm, xin nhắc lại, khoảng 28.000 lính Mỹ đóng tại cơ sở ở Nam Hàn đã giúp bảo vệ chống lại sự thù địch của Bắc Hàn và duy trì hòa bình trên bán đảo. Mặc dù mối quan hệ giữa Bắc và Nam Hàn đã ấm lên trong năm ngoái, nhưng họ vẫn duy trì trong tình trạng sẵn sàng bảo vệ kể từ cuộc xung đột Triều Tiên năm 1950-53 kết thúc trong một hiệp định đình chiến. Vừa rồi là phần tin về thế giới và Á Châu. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần tin thương mại với tin Hoa Kỳ về chứng khoán.